Thưa quý vị, sáng nay, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có buổi tiếp bà Marisi Damore, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương của Hoa Kỳ thời gian qua, đồng thời cho biết hiện nay Đà Nẵng đang nỗ lực vượt qua những khó khăn do hai đợt dịch COVID-19 và các đợt bão vừa qua đã gây ra. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn thời gian đến, bà Tổng lãnh sự sẽ tiếp tục là cầu nối để các địa phương và doanh nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục đồng hành, hợp tác đầu tư tại Đà Nẵng, góp phần đưa thành phố ngày càng phát triển. Ấn tượng với sự phát triển và tiềm năng của thành phố Đà Nẵng, bà Marisi Damore, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, gửi lời chúc mừng đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố về những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển, đồng thời khẳng định thành phố Đà Nẵng là địa phương có vai trò và vị thế quan trọng, nhất là môi trường đầu tư năng động chính là yếu tố then chốt để thu hút các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Bà Tổng lãnh sự tin tưởng thời gian đến, Đà Nẵng và các địa phương của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có những kết quả hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.